sau khi cưới 2 năm là em kiêng cữ rất là kỹ, tại vì em cũng sợ ảnh hưởng việc học của em á. Cho nên là đúng 2 năm sau thì em để, thì em nghĩ để là sẽ có, nhưng mà không có, cái em buồn. Cái tháng thứ 2 nữa không có, cái em giận chồng. Tụi em thức khuya coi bắn pháo bông, rồi tới 1 giờ sáng tụi em mới về. Khi em đi vệ sinh thì ra máu. Tới bệnh viện thì bắt đầu nó đau nhiều hơn và em thấy không ổn rồi. Cuối cùng là cái chích cho em một mũi xong, cái em hết đau, cái em nằm em ngủ. Ở ngoài thì mẹ chồng em nói, trời ơi sao nó đi đẻ mà nó lại ngủ, kêu nó dậy đẻ gấp, kêu nó dậy đẻ gấp. Kêu nó dậy đẻ. Mình mừng bởi vì mình làm mẹ. Và cái câu nói đầu tiên em nói đó là không ngờ là em đẻ được. Và về nhà nó là một cơn ác mộng. Em bé nhỏ thì cứ 1 tiếng, 2 tiếng là nó phải thức dậy đòi bú, và em chưa quen với cái chuyện đó. Em lại chưa chuẩn bị tâm lý là có bé thứ hai. Mặc dù là em muốn có bé thứ hai nhưng em không lường trước được những khó khăn. Trong vòng 1 năm liên tục là hai vợ chồng em không có ngủ chung với nhau, phải ngủ ở hai phòng khác nhau. Tại vì nếu mà ngủ chung phòng thì bé lớn nó quậy, bé nhỏ không ngủ được. Bé nhỏ khóc, bé lớn cũng không ngủ được. Bé thứ hai nó không chịu là em chăm em, nó khóc. Mọi người không ai hỗ trợ được em. Thì bé đầu nó cứ mở mắt dậy, nó không thấy em là nó khóc. Nó lại đứng kế bên em, nó đợi em. Mà cả nhà em, nó có ba chồng, mẹ chồng em, mẹ ruột em với chồng em ngồi xếp hàng ở đằng trước. Em thì nước mắt chảy, hai đứa nhỏ cũng khóc. Được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat Với Mẹ Bỉm Sữa. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý tôi nha. Hi Ngọc Lan, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Một tuần rồi chúng ta mới gặp lại nhau và cùng nhau ở trong cái gian bếp rất là quen thuộc như thế này để gặp gỡ một nhân vật. Không có quen. Tại vì không bao giờ chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện quen. Không, ở đây em đang nói là cái bếp nó quen. À, cái không bếp gian nó quen. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một nhân vật với một câu chuyện tưởng chừng như là quen thuộc nhưng không. Mỗi một câu chuyện, mỗi một hành trình nó đều mang một cái ý nghĩa khác nhau. Xin được chào đón mẹ Biển của chúng ta đến với chương trình. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến chị Tô Nhi A, chị Ngọc Lan cũng như là toàn bộ khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hồng, năm nay em 34 tuổi, hiện em đang là giảng viên trường đại học Hoa Sen. Nãy giờ là chúng ta nói chuyện với giảng viên đại học không, mà chúng ta nói chuyện hơi bổ bạn. Bây giờ hai mình chuyển qua nói chuyện đồng nghiệp đi. Ê bậy chị ơi. Chúng ta đến đây là chúng ta chỉ nói về câu chuyện của mẹ Biểm, của đó, mang bầu và sanh con thôi. Ai cũng biết rằng là chắc chắn mỗi tối thứ tư chúng ta sẽ nghe về một câu chuyện là có thai, sinh con, nuôi con. Thậm chí là cũng y chang nhau về những cái căng thẳng trong quá trình làm mẹ. Nhưng mà chắc chắn một điều không bao giờ lặp lại ở từng bà mẹ. Đó là lý do mà chúng ta yên tâm rằng là chúng ta luôn có những cái chất liệu mới trong từng câu chuyện. Vậy thì ngày hôm nay hai bé trai hả Hồng? Dạ. Là con bao nhiêu tuổi? Dạ, một bé lớn là 6 tuổi, bé nhỏ là 3 tuổi ạ. Rồi, cũng mới 6 lắm. Tuổi thì cũng mới lắm. Dạ. 6 tuổi thì hành trình của chúng ta là quay ngược trở lại là 7 năm. 7 năm về trước. Dạ. Bạn có thể chia sẻ về cái ngày mà mình biết tin mình mang thai nó diễn ra như thế nào không? Dạ, là em lập gia đình là năm đó em 26 tuổi, nhưng mà tại vì em còn đi học cao học cho nên là tới 2 năm sau em mới để cho có em bé. Thì em nghĩ rằng là 2 năm sau là thời gian thích hợp rồi, bởi vì lúc đó em cũng muốn làm mẹ rồi và em học cũng xong. Thì em mới nói với anh xã nhà em là bây giờ em muốn có bầu. Xong rồi em nói với ảnh là bây giờ mình để cho có bầu nha. Cái xong em để, cái tháng đầu tiên không có, cái em buồn. Mới còn tháng mà buồn rồi đó. Dạ, tại vì em nghĩ là em nghĩ là đụng là dính thôi. Em nghĩ là cứ chạm là dính vậy thôi. Miếng mình không có phòng ngừa là không chừng bé nó nghĩ là nắm tay thôi là dính rồi đó. Với hôm đó đi học á. Tại vì hồi trước á, là sau khi cưới 2 năm là em kiêng cữ rất là kỹ. Tại vì em cũng sợ ảnh hưởng việc học của em á. Cho nên là đúng 2 năm sau thì em để, thì em nghĩ để là sẽ có, nhưng mà không có, cái em buồn. Cái tháng thứ 2 nữa không có, cái em giận chồng. Cái em nói anh làm sao em mà sao em không có bầu. Cái... Ủa sao có nguyên lý gì mà nó lạ lùng vậy ta. Ê vui ha. Có một số bạn ngồi đây là em có bầu em cũng giận. Mà em giờ em không có bầu em cũng giận. Tính ra cũng tội mấy anh thiệt. Là em sẽ đổ lỗi cho chồng em là sao anh làm em kiểu gì mà em không có bầu. Rồi phản ứng ảnh như thế nào? Thì ảnh nói là ủa sao kỳ vậy, anh khỏe mà. Nhưng mà tới tháng thứ 3 thì em thử lên là có bầu, hai vạch. Em biết là có bầu rồi thì em gửi cho ảnh. Thì ảnh không có bất ngờ và mừng bởi vì có con, mà ảnh mừng là bởi vì ảnh không có vấn đề gì hết. Và ảnh chứng minh với em được rằng ảnh khỏe. Phẩm hạnh của ảnh tốt. Áp lực quá. Tự nhiên vừa thương chồng em. Nhưng mà cho chị hỏi là cái ngày mà em thử qua là em thử theo định kỳ hay là vì nó có cái dấu hiệu nào để mà em phải ngồi dậy để mà mình thử? Dạ em thử theo sách ạ.
Có nghĩa là họ nói là cái chu kỳ của mình bao nhiêu ngày, rồi tới ngày nào thử thì em thử đúng y như vậy. Đúng y là nó có thôi ạ. Vậy là coi như là thử theo gọi là kế hoạch đã vạch định ra như vậy rồi, chứ nó không có cái dấu hiệu nào hết. Nói chung là hai bạn đều có kế hoạch rất là rõ ràng và cụ thể, giống như là một cái sự chuẩn bị và sẵn sàng cho cái việc mình có con. Rồi chăm bầu. Có bầu thì phải chăm bầu chứ đúng không? Rồi quá trình chăm bầu nó như thế nào nè? Ngán nhiều không nè? Lúc mà em có bầu thì em cũng không có cảm xúc nhiều là mình được làm mẹ hay là mình vui tột đột ngộ hay là cái gì hết. Em vẫn sinh hoạt bình thường, em cũng không ngán, sức khỏe em bình thường, em vẫn đi dạy học bình thường từ sáng đến chiều cho đến tháng thứ 2 đến tháng thứ 3, thì lúc đó là nó mới có sự cố xảy ra. Lúc đó là vào dịp cuối năm thì một người đồng nghiệp của em mời đám cưới, mà nó lại rơi vào cái dịp là cuối năm là ngày đón giao thừa. Thì hai vợ chồng em đi đám cưới xong là quyết định là qua phố đi bộ để countdown. Thì countdown vui quá, cứ nghĩ là sức khỏe của em bình thường, hai vợ chồng bình thường và có bầu cũng tới tháng thứ 2, tháng thứ 3 là cũng yên tâm rồi, cũng đi khám thai định kỳ. Cái tụi em thức khuya coi bắn pháo bông rồi nghe nhạc này nọ các thứ ở phố đi bộ, xong cái về ngủ tới 1 giờ sáng tụi em mới về. Khi em đi vệ sinh thì ra máu. Thì lúc đó là em hết hồn luôn và em hoảng. Bác sĩ nói là động thai tụ dịch 20%, phải ngồi nằm một chỗ không được đi làm nữa. Thì lúc đó là em khóc rất là nhiều, em buồn, em giận bản thân, em lo lắng, em thương con. Và em nghĩ tới ngày em đi sanh, không có đi dạy luôn. Coi như là 6 tháng thai kỳ là mình phải rất là rón rén, không có bị đi lại. Thì ở nhà mẹ chồng em cũng lo, tại vì đứa cháu đầu của bà nội thì bà không cho em đi đâu hết, cũng không cho em leo cầu thang. Có bao giờ em thấy là mình hơi hối hận về cái việc là mình đi quẩy cực sung? Dạ có, tại vì trước đó của em cũng hơi chủ quan là sức khỏe em bình thường, với lại có bầu mà em không có ốm nghén gì hết, không có ói, cũng không có nghén ăn hay gì hết, thì em cũng bình thường. Rồi, mang thai xong rồi, đẻ thôi. Cái ngày đi sanh là nó dấu hiệu như thế nào? Em dấu hiệu em cũng giống trong sách luôn. Em là làm theo sách vở. Đúng. Em mua sách để đọc đó, cái xong cái em coi giống y như vậy luôn. Là người ta nói là khi mà mình bầu đứa đầu thì mình sẽ sanh có dấu hiệu sớm hơn, chứ không phải là 40 tuần. Có thể là 37, 38 tuần là có dấu hiệu rồi. Thì tới cái tuần thứ 37 là bắt đầu em chờ cái dấu hiệu. Thì ở trong sách nói là nếu mà cái cơn đau là nó sẽ đau từng cơn, đau nhẹ nhẹ, rồi cái cơn đau đó nó sẽ đau nặng hơn dần dần, tăng cái cường độ lên. Còn mở ra cái app mà nó đo cái tim thai em bé hay là đo cơn đạp gì đó, em nằm đó em đo, em vừa đau, em nằm ở nhà tại chưa có đi, tại trời còn tối, em đo cái cơn gò, gọi là cơn gò, nó một phút thì nó bao nhiêu nhịp, rồi cái tăng lên dần dần là em đo đúng y luôn. Thì tới gần sáng ra là nó đau nhiều rồi, thì em nói với mẹ chồng em, thì mẹ nói là đi bệnh viện gấp. Lúc đó em không có nói, lúc đó 2-3 giờ sáng em đau rồi mà em không nói mẹ, chứ em nói mẹ là mẹ bắt em đi rồi. Em đợi tới sáng em mới nói, cái mẹ nói là phải đi gấp. Vậy là lúc em đi sanh là đi cũng hơi đông. Hơi đông là bao nhiêu em? Có mẹ chồng em, ba chồng em cũng đòi đi mà mẹ không cho. Rồi dì chồng, rồi chồng em, rồi em là 4 người đi. Vô nhập viện thì em cũng vui tươi lắm. Nói chung là em cũng lạc quan và chủ quan vậy đó. Em cũng vui bình thường, em nói có gì đâu, cũng đi đẻ thôi. Nhưng mà tới bệnh viện thì bắt đầu nó đau nhiều hơn và em thấy không ổn rồi. Em nói sao đau quá à, sao em chịu nổi mà em chịu đau dở. Cái em nói thôi phải chích. Em cũng có tìm hiểu về cái đẻ không đau, chích gây tê tủy sống, thì em nói phải chích cho em mới được. Rồi cái em đòi chích, cuối cùng là cái chích cho em một mũi xong, cái em hết đau, cái em nằm em ngủ. Cái em ngủ xong thì ở ngoài nhà, ở ngoài thì mẹ chồng em nói trời ơi sao nó đi đẻ mà nó lại ngủ, kêu nó dậy đẻ gấp. Kêu nó dậy đẻ. Dạ con có thể dậy nhưng mà đẻ gấp thì chị nói con không quyết định được. Rồi sao? Dạ em chích, mà chích cái đó vô là em sẽ không có đau nữa, mà em mệt, em buồn ngủ, em ngủ rồi em bị lạnh, rồi em đòi là phải có nước cho em uống, rồi phải có chăn đắp cho em chứ em lạnh. Cái em ngủ một giấc dậy, cái bác sĩ khám này nọ nói nở rồi, 10 phân rồi, giờ đẻ nha. Thì bác sĩ kêu rặn mà em không biết rặn.
em không biết rặn là gì hết. Các bác sĩ cứ nói rặn nha, mà tại vì khi mình chích cái đó là mình sẽ cảm giác mắt rặn của mình nó không có như là bình thường nữa. Nên em không biết là rặn như thế nào, mặc dù bác sĩ nói là 10 phân rồi, cứ loay hoay mãi, bác sĩ kêu là rồi nở ra đó, rặn ra đi, mà em rặn không được, em cũng không biết cách. Rồi em bé không ra rất là lâu luôn, thiệt là lâu, em cũng rất là lo lắng, em không biết làm sao hết, em lại trách mình nữa, tại sao mình lại không biết gì hết. Cái xong mà bác sĩ ở bệnh viện cũng rất là giỏi, cái bác sĩ cũng hỗ trợ em, bác sĩ nam nó cực kỳ giỏi luôn, bác sĩ hỗ trợ là ấn cái bụng em là cái em bé ra luôn, mà tại vì em để lâu quá xong mới ra cái đầu em bé nó dài. Về em chăm lại thì nó mới tròn lại trở lại. Khi mà em nhìn thấy em bé mình mừng bởi vì mình làm mẹ, và cái câu nói đầu tiên em nói đó là không ngờ là em đẻ được. Không ngờ là em đẻ được, tại vì nào giờ cái cảm giác đó nó không có. Và cảm giác làm mẹ thật sự xúc động nhất là lúc mà em nhìn thấy em bé. Cái lúc mà con được áp vào trong người mình, mình tiếp xúc với cái da đó, mình nhìn con một cách gọi là gần nhất. Thì chắc có lẽ là không bao giờ em quên được cái hơi ấm lúc đó, làn da của con lúc đó. Lúc đó mới cảm thấy là mình là mẹ đó. Lúc đó nhưng mà chị hỏi thiệt nha, lúc đó mình thấy con mình đẹp hay xấu? Xấu, tại cái đầu nó dài. Về nhà em có chứng kiến được cái cảnh mà bà nội hoặc là bà ngoại bế cháu lên xong cái sẽ có cái động tác này nè. Đố các bạn là động tác gì? Dạ, tức là cho mình... nó thun cái đầu lại. Dạ, có. Một cái niềm tin về gọi là một cái mẹo dân gian đó, cho nó thun cái đầu lại. Dạ, gia đình em có làm luôn. Thì ra các con sẽ tự thun thôi các bạn. Không sao đâu, nó sẽ đàn hồi được. Đứa thứ hai là em biết rặn chưa? Dạ, đứa thứ hai là em biết rặn rồi. Em biết rặn rồi, em rặn nhanh hơn. Cho nên là bé nó không có bị dài cái đầu nữa. Và sanh ra thì nó không có xấu, nó đẹp. Bé thứ hai nó đẹp hơn, chắc nó giống em. Nó đẹp hơn, chắc nó giống em. Rồi nè, chị tiếp tục với câu hỏi của chị lúc nãy. Đó là khi mình ở trong bệnh viện là mình sẽ được rất là nhiều người để chăm sóc mình. Có cả một cái đội ngũ y tế, y tá. Nên mình rất là an tâm. Nhưng mà khi về nhà, mình sẽ là người chăm con trực tiếp. Thế thì về nhà, ai là người hỗ trợ em? Và cái câu chuyện chăm con khi về nhà nó khác như thế nào so với bệnh viện? Về nhà nó là một cơn ác mộng. Tại vì bình thường là em ăn ngon ngủ ngon, xong em về nhà bé đầu tiên cái bắt đầu là nó thức đêm. Nó cũng ngủ nhưng mà nó không có ngủ thẳng giấc, thì cứ em bé nhỏ thì cứ 1 tiếng 2 tiếng là nó phải thức dậy đòi bú, và em chưa quen với cái chuyện đó. Và em buồn ngủ quá, em vừa cho con bú mà sao kỳ vậy ta, sao giờ này lẽ ra em phải ngủ mà tại sao em cứ ngồi dậy. Em vừa mới cho bé bú, em vừa mới đặt xuống xong em nằm xuống em ngủ mới có một xíu là nó kêu nữa, là em phải dậy nữa. Và em nhìn đồng hồ 1 giờ, cái hồi em nhìn 2 giờ, cái hồi em nhìn 3 giờ, rất là lâu luôn mới tới sáng, và thiếu ngủ trầm trọng vậy. Khi mà em sinh con ra có bao nhiêu người bị trầm cảm sau sinh cùng với em? Em biết tại sao chị hỏi câu đó không? Dạ. Tại vì em lập trình mọi thứ trong cái hành trình làm mẹ của em á, nó rất là bài bản. Nhưng mà em không có lường được rằng là thực tế nó không có bài bản như vậy. Dạ. Ví dụ như là có bầu thì thử que, mà thả thì phải có bầu không em? Có nhiều người thả cũng chưa có bầu được. Dạ. Rồi thử que xong thì thấy ổn định rồi thì bắt đầu khao đao đi quẩy. kiểu có nghĩa là em luôn tin rằng những cái thông tin khoa học là những cái thông tin mà nó sẽ áp dụng cho mọi cái trường hợp. Nhưng em bé nó sẽ là nó thôi. Ví dụ như là em hình dung cái việc làm mẹ nó như một cái game á. Nó như một cái game giống như thời kỳ đi học của em, đi học xong cấp 1 phải lên cấp 2, xong cấp 2 lên cấp 3, xong cấp 3 đi đại học, xong thì đi học cao học. Và em hình dung cái hành trình làm mẹ nó như vậy. Dạ, đúng rồi chị. Cho đến khi mà thực ra nó không phải như vậy. Dạ, đúng. Ngoài kiến thức, ngoài kế hoạch, nó đòi hỏi mình có một cái sự sẵn sàng về trải nghiệm nữa. Thì em bị thiếu cái sẵn sàng về trải nghiệm. Em sẵn sàng về kế hoạch. Nhưng em thiếu sẵn sàng về trải nghiệm, cho nên em bé sơ sinh 2 tiếng đồng hồ nó thức dậy nó bú. Ủa là bình thường chứ? Là siêu bình thường luôn. Nhưng mà với em thì ủa sao vậy? Sao giờ này mình phải ngủ chứ? Ủa không em ơi, giờ này là nhiều khi em phải thức dậy trước con mình 10 phút luôn, chuẩn bị kiểu như thế. Thì điều đó nó sẽ dẫn đến một chuyện là mọi người sẽ phải xử lý một số vấn đề của em bé. Mà trong cái chuẩn bị của em, thực ra em không có chuẩn bị cho điều đó được. Dạ, em chưa có sự chuẩn bị cho nên em cũng hơi bất ngờ. Bé đầu em thì em hơi cực ở những cái vấn đề đó. Nhưng mà tâm lý em thì tốt và mọi chuyện nó đều tốt. Nhưng mà tới bé thứ hai thì nó không có tốt như vậy nữa. Cái vấn đề về tâm lý nó mới xuất hiện. Hồi trước là em nghĩ là ủa tại sao lại trầm cảm sau sinh?
đâu có gì đâu, đẻ con ra mình vui quá chừng mà, đâu có gì đâu mà trầm cảm. Đến đoạn này chứ tôi nói rồi, không thể không có được mà. Rồi sao? Cái đến lúc em sanh bé thứ hai thì em lại chưa chuẩn bị tâm lý là có bé thứ hai. Mặc dù là em muốn có bé thứ hai nhưng em không lường trước được những khó khăn. Em với chồng em là cũng mâu thuẫn ở vấn đề là em thì muốn có bé liền, tại vì em nghĩ là có hai bé để cho nó chơi với nhau cho nó dễ. Chứ còn xa cách quá, ví dụ như 6-7 tuổi thì hai đứa nó không chơi với nhau thì em cũng không muốn. Nhưng mà chồng em lại nói là không, anh thương bé đầu quá, anh nói thôi để cho con nó lớn một chút rồi mình sanh. Thì em không chịu, nhưng mà cuối cùng thì ảnh cũng chiều em là sanh con. Cái đến hồi sanh bé thứ hai ra thì cực quá. Cái xong anh quay qua anh nói đó cháu đòi đòi. Thì bé thứ hai em thì cũng có kinh nghiệm, nhưng mà khi mà em sanh á là em chưa chuẩn bị tâm lý cho con trai đầu của em. Bé là bé trai nữa, bé rất là bám mẹ, mà em lại dành quá nhiều thời gian để chăm sóc cho bé đầu. Đó cũng là một cái sai lầm của em. Có nghĩa là khi mà mình có đứa đầu, nếu mình xác định sanh bé thứ hai thì mình không nên là quá săn sóc bé để mà bé nó bám mình. Đến hồi em sanh bé thứ hai, bé đầu nó chưa có chấp nhận được cái chuyện đó. Cho nên khi mà em sanh rồi em ẵm về nhà thì bé thứ hai nó không chịu là em chăm em. Nó khóc, tối nó mở mắt dậy mà nó không thấy em là nó khóc, nó không ngủ lại được. Mà trong khi cái lúc đó là dịch Covid, nhà em ai cũng nghỉ làm hết, mọi người không ai hỗ trợ được em, tại vì bé đầu nó cũng cần mẹ mà bé nhỏ nó cũng cần mẹ. 1 giờ sáng bé thứ hai thì nó đòi bú sữa, em ẵm bé nhỏ cho bú như vậy nè, thì bé đầu nó cứ mở mắt dậy nó không thấy em là nó khóc, nó lại đứng kế bên em nó đợi em. 1 giờ sáng là cái giấc ngủ của con, mà hồi đó giờ em chăm cho con cái giấc ăn giấc ngủ rất là kỹ, mà giờ này lẽ ra là con phải ngủ mà tại sao con lại đứng đây con đợi mẹ. Mà lúc đó em mới bắt đầu nói với con là con đi ngủ đi, thì nó cũng không chịu. Mà cả nhà em nó có ba chồng, mẹ chồng em, mẹ ruột em với chồng em ngồi xếp hàng ở đằng trước, em thì nước mắt chảy, hai đứa nhỏ cũng khóc. Nên là thời gian đó là em cực cái hai bé. Chứ lại một cái nữa là khi có bé thứ hai thì cả nhà ai cũng stress, ai cũng cực. Bé nó khóc thì cả nhà không dỗ phụ được, nhưng mà cũng không ngủ được, chồng em cũng không ngủ được. Thành ra cả nhà đều mất ngủ hết. Kéo dài cả năm trời. Cả năm? Dạ, kéo dài cả năm. Rồi cả về kinh tế của gia đình nữa, lúc mà dịch Covid thì cũng hơi khó khăn. Nên là cãi nhau rất là nhiều. Bạn ấy tham gia vào cái quá trình chăm sóc cái em bé nhỏ này không? Dạ cũng có chị, là cũng nhờ sanh bé nhỏ ra thì bé lớn nó tự nó làm anh hai. Và nếu như mà không có sanh bé nhỏ ra thì em nghĩ chắc là bé lớn em nó chưa trưởng thành được, tại vì em bao bọc bé quá. Cho nên là từ lúc đó thì em mới nhận ra là à, mình phải dạy cho con lớn cái tính tự lập. Và bé phải hiểu chuyện hơn, bé phải biết là mẹ chăm em, con phải tự lo cho con nhiều một số cái vấn đề. Và con cũng phải thương em nữa, con không có chăm sóc cho em phụ mẹ được, nhưng con phải thương em. Tại vì bé nó nhỏ, nó là con trai, nó gặp em, nó còn ghẹo em, nó còn đánh em nữa. Em có biết các bạn nhỏ trong trường hợp này sẽ hỏi bố mẹ gì không? Tại sao con phải thương em? Dạ, thì em cũng nói với bé đó là ba với mẹ rất là cực, thì con không có chăm sóc cho em được gì hết, thì con thương mẹ, con cần mẹ, nhưng mà con phải để cho mẹ chăm em, mẹ cho em bú, em sạch sẽ, em ngủ, rồi lúc đó mẹ mới chơi với con được. Thì em cứ nói hoài, dần dần bé nó mới hiểu. Bé lớn đã bao giờ hỏi em cái câu là mẹ đâu có thương con đâu, mẹ thương em? Dạ. Có đúng không? Dạ có những lúc mà em xót hai đứa. Đứa lớn em bỏ nó hết, tại em sanh nó nhỏ ra. Rồi có khi thì em chăm đứa lớn, đứa nhỏ em cũng bỏ, không có được trọn vẹn như đứa đầu nữa. Là em cũng rất là dằn vặt trong tâm lý của em một cái khoảng thời gian rất là dài luôn. Từ lúc em sanh bé nhỏ cho đến đâu đó khoảng 2 tuổi là 1 năm, hai vợ chồng gây lộn, rồi thêm 1 năm để cho bé nhỏ nó cứng cáp nữa, là trong vòng 2 năm đó là gia đình em rất là căng thẳng, lộn xộn. Nhiều lúc mà em cũng suy nghĩ tệ luôn á. Tụi em vượt qua cái giai đoạn này nó như thế nào? Dạ. Tụi em chia sẻ với nhau những gì và tụi em đã nói với nhau những gì? Dạ, thì hồi trước á, thì chồng em cũng thương con, thương bé đầu, chăm sóc về bình thường. Nhưng mà em không hiểu sao tới bé thứ hai ảnh cũng trầm cảm, hay là ảnh bị căng thẳng, thiếu ngủ hay sao. Ảnh cũng quạo với em luôn, hồi trước ảnh không quạo. Tới bé thứ hai ảnh quạo với em. Em nói câu nào ảnh bật em lại câu đó. Khi mà ảnh bật lại em thì bắt đầu là gây lộn. Thì sau đó cái tụi em mới nói chuyện.
cái cách của em đó là phải ngồi nói chuyện, phải trao đổi, nói chuyện trực tiếp hoặc nói qua tin nhắn, nhưng mình chỉ nói chuyện thôi chứ mình không áp đặt, mà mình cũng không có hy vọng, mình không trách móc nhiều quá. Không trách móc là anh tại sao anh như vậy, thì anh cũng hỏi ngược lại em là tại sao em như vậy. Cho nên là mình muốn chồng mình thay đổi cái gì, mình muốn anh làm cái gì cho mình, thì mình nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, thì từ từ. Nói một lần sẽ không bao giờ thay đổi được. Ví dụ hồi đó là chồng em đi làm về là, thí dụ như em mong đợi nha, mẹ con em đang đề huề như vậy là phải nhào vô là em ơi em ăn gì chưa, anh giữ con em ăn à? Không, anh về bắt đầu anh đi tắm cho anh ăn cơm trước. Là em giận, nói tại sao anh đi tắm, tại sao anh ăn cơm trước đó. Nhưng mà sau đó em nói chuyện lại thì em muốn anh đi về là không được đi tắm, không được ăn cơm trước em, thí dụ vậy. Thì phải hỏi em là em ăn cơm chưa hay gì, để kiểu như là tại cái tâm lý lúc đó của em nó không ổn định, nhưng mà em lại tỉnh ở cái chuyện là em phải nói cho chồng em hiểu. Chứ còn bây giờ là em ổn rồi, anh ăn cơm trước cũng được không sao. Cái giai đoạn này là em ổn rồi. Rồi anh giải thích với em sao? Dạ anh nói ủa sao kỳ vậy, đi tắm cũng không cho. Lúc đó là đang lúc cũng mệt cũng quạo nên cũng bật đó. Dạ. Chị nghĩ là một phần là gì nè, do là trong cái giai đoạn Covid á, cho nên là mọi thứ nó đều khó khăn. Yeah, và tâm lý của chúng ta thay đổi rất là nhiều. Đa số là mọi người đều rơi vào một cái trạng thái rất là thấp. Cho nên là rất là dễ bộc phát cái cảm xúc cá nhân của mình, rồi cộng thêm việc các con. Đó là lý do mà khiến cho gia đình em nó không có được gọi là thoải mái. Rồi nó khiến cho tâm lý của em nó càng ngày nó càng đi xuống nữa. Nhưng mà may quá chúng ta đã cùng nhau giải quyết được. À, lúc mà bé nhỏ của em á, là nó bú trực tiếp sữa mẹ thì bé lớn nó đòi, cho nên gia đình em quyết định là thôi bây giờ thì hút sữa ra đi rồi bỏ vào bình cả nhà cho bú cho, rồi em sẽ chăm sóc bé lớn. Em cứ như vậy hoài, cái nó thành một cái thói quen, cái bé nó không có bú trực tiếp mẹ nữa. Là em cứ hút sữa ra để vô bình, ba em bé sẽ lãnh cái chuyện là lấy bình sữa đó cho bé nhỏ bú, còn em thì sẽ cho bé lớn ngủ. Trong vòng một năm liên tục là hai vợ chồng em không có ngủ chung với nhau, phải ngủ ở hai phòng khác nhau. Tại vì nếu mà ngủ chung phòng thì bé lớn nó quậy, bé nhỏ không ngủ được, bé nhỏ khóc bé lớn cũng không ngủ được. Cho đến năm bé đó khoảng cứng cáp một xíu rồi vợ chồng em mới đoàn tụ, cả nhà em mới được ngủ chung lại với nhau. Là em mừng cái ngày mà bé nhỏ nó ngủ ngon rồi, mà có ồn ào nó vẫn ngủ được. Cái rồi cái chồng em ẵm bé nhỏ lên đoàn tụ lại gia đình ngủ chung, em mừng quá chừng luôn. Cuối cùng là cũng được đoàn tụ mà trong cùng một nhà. Bây giờ thì cái cảm xúc của anh hai với em của mình như thế nào? Dạ anh hai cũng vui lắm chị, có em nó vui, nó chơi cùng, nó đi học về hai anh em nó tự bài đồ chơi ra chơi, ăn uống đồ chơi với nhau, nên em cũng toại nguyện là cái ước nguyện ban đầu của em là hai anh em chơi với nhau. Nhưng mà nó không thể nào chơi ngay từ lúc nó sinh ra, em phải đợi, cho nên là phải đợi khoảng thời gian là 3 năm mới được nhìn thấy cái cảnh hai anh em chơi với nhau. Thực ra nãy giờ chị khá là lo lắng cho Hồng. Tại vì em bé nhỏ 3 tuổi thì buộc phải chơi thôi, buộc phải chơi với em thôi, tại vì em cũng biết chơi rồi. Nhưng mà những cái gọi là những cái vết tích về cái câu chuyện đó là cái mối quan hệ giữa mình với em á, của anh lớn á, nó thực sự là một vấn đề. Tại vì các con không có tự làm anh hai được đâu em. Hồi nãy chị lo là bởi vì trong cái quan sát của em thì em kết luận là con sẽ tự làm anh hai. Thực ra đó là một dạng sinh tồn của các con thôi. Thì buộc phải làm thôi chứ giờ sao giờ. Nhưng mà cái ấm ức về cái câu chuyện đó là cái em bé này bước vào mối quan hệ giữa mình với ba mẹ. Nó vẫn là một cái câu chuyện mà con không có giải quyết được. Trong cái việc mà mình xử lý cái mối quan hệ giữa bé lớn và bé nhỏ đó, các ông bố bà mẹ vẫn thường hay có một cái ngộ nhận như thế này. Tức là họ hay yêu cầu em bé lớn là con phải thương mẹ chứ, con phải thương em chứ. Tại vì trong cái góc nhìn của phụ huynh chúng ta không có sai nha. Phải lưu ý là góc nhìn của phụ huynh là góc nhìn nào. Là mẹ có bớt thương con đâu, mẹ vẫn thương con giống như là thương em. Điều đó là chắc chắn. Mặc dù ông bà nó ngón tay, bàn tay ngón ngắn ngón dài, nhưng mà nói chung là mình vẫn đang thương con mình mà, đều là con. Cái thứ hai đó là mình luôn nói là con làm anh hoặc là con làm chị thì con thương em, có nghĩa là đây là một điều tốt về mặt đạo đức của con mà. Nghĩa là trong góc nhìn của chúng ta đều thấy cái mà chúng ta yêu cầu bé lớn á, nó là đúng hết và nó rất là hợp lý. Nhưng bé lớn nó là nó thôi. Cho nên khi mình giải quyết mối quan hệ giữa nó với em, mình phải đứng ở góc nhìn của con. Chứ không phải là góc nhìn của mình. Thế thì góc nhìn của con là những thắc mắc gì? Một
con có được lợi gì trên cái đứa nhỏ này không? cái đứa nhỏ này ra đời con có được lợi không, chứ không phải là con được làm anh là làm gì, được làm chị là làm gì, mà là ở đây có những cái nhu cầu của con mẹ không có giải quyết được đâu, nhưng mà cái em nhỏ này nè giải quyết được cho con. Yeah. Vậy thì trong trường hợp này mình gọi là chuẩn bị cho bé lớn về việc có em đó, là chuẩn bị cái đấy đó. Chuẩn bị dựa trên việc là mình thấy được cái nhu cầu của bé lớn để mình nói với nó về sự ra đời của bé nhỏ. Yeah. Là không phải là vì mẹ đâu, mà là vì con. Yeah. À, con được cái gì? Rồi, ngay khi em bé chưa cất tiếng khóc chào đời thì bạn ấy phải chờ đợi cái sự chào đời của em. Trong khi các bạn lớn thì thường hay bỡ ngỡ nhận ra là mẹ vắng nhà vài ngày, tự dưng mẹ về có thêm đứa nhỏ. Hoặc là trong lúc mẹ chưa đi đẻ thì dạo gần này mẹ không có ôm mình nữa, mẹ không có bế mình nữa, tại vì bầu lớn. Yeah. Điều đó em bé ghim ra một điều là gì, là tại vì cái đứa này nè mà mình không được quan tâm. Yeah. Từ đó con đâu có giận mình được, nhưng mà con giận cái đứa nhỏ. Đó là lý do mà có những anh chị lớn ngắt em, nhíu em, lén lén ba mẹ không có trong phòng đánh em. Yeah. Là bởi vì tại em bé mà mình bị thiếu cái tình thương đó. Yeah. Thì chúng ta phải chuẩn bị cái tâm thế đó. Và cái kế tiếp là gì? Đó là sự tham gia cùng á. Yeah. Cái sự tham gia cùng trong cái việc chăm sóc. Vậy lấy ví dụ em không cần phải ngủ riêng với chồng đâu. Yeah. Nhưng mà em giải quyết được câu chuyện là hút sữa ra rồi, đúng không? Và ban đêm em bé nhỏ thức dậy khóc đòi bú, em bé lớn cũng khó, đúng không? Yeah. Chồng em đi hâm sữa, nhưng hãy để cho em bé lớn cầm bình sữa cho em bú đi. Yeah. Hai vợ chồng đâu cần phải tách ra ngủ riêng. Một năm trời đó là một cái năm trời rất khủng khiếp với một bà mẹ sau sinh. Yeah. Em có nỗi lo chồng em ngoại tình vào thời điểm đó không? Dạ có. Đó. Bây giờ vì con, tất cả là vì con, nhưng tụi mình đang là vợ chồng nữa. Và rất nhiều sự gãy đổ nó diễn ra trong giai đoạn này. Yeah. May mắn ở chỗ là không có những hậu quả khác. Bởi vì nếu như có một cái hậu quả khác, đôi khi người trong cuộc thì vẫn chắc lòng chắc dạ với nhau, nhưng nếu như có một cái hậu quả bên ngoài nữa, mình xử lý làm sao? Cho nên tính ra vẫn có hậu lắm, không sao hết. Nhưng mà ở đây từ cái câu chuyện của Hồng thì đó, mình không có chuẩn bị những cái câu nói mang tính áp đặt cho các con, mà hãy chuẩn bị trong tâm thế của em bé lớn, thì em bé sẽ cảm thấy nó hợp lý hơn. Yeah. Nó thuyết phục hơn. Yeah, cảm thấy có em là điều hạnh phúc. Là mình ngầu lắm, mình được mình lợi. Là được làm anh hai, mình được ngầu. Dạ, bây giờ thì hai anh em cùng vào mẫu giáo rồi, nhưng mà sáng ra đó mà em không đi học là anh không muốn đi học. Anh hai nói là phải có em đi, anh nó mới đi. Là bây giờ về quê, nói thôi hai đứa về nội chơi đi. Anh hai nói là em đi, nó mới đi. Giờ đi đâu cũng phải hai đứa nó mới chịu. Nên là bạn ấy bắt đầu có cái tâm thế của cái việc là mình có vị thế nè, tức là bảo vệ á. Tại vì ông kia là anh hai, tự nhiên thấy mình ngầu liền à, thấy mình trời ơi. Đó. Rồi bây giờ sao nè, từ khi mà được gia đình đoàn tụ rồi. Yeah. Thì tụi em, hai vợ chồng em có đoàn tụ với nhau không? Rồi có tính đẻ đứa thứ ba không? Yeah. Dạ là tại em sanh hai bé trai, cho nên nhiều khi người ta cũng hay hỏi em là có đẻ nữa không, có kiếm công chúa không. Cái em cũng suy nghĩ, giờ em cũng bình thường, em sức khỏe em tốt vậy, em còn trẻ như vậy, tự em nghĩ em trẻ. Hay mình đẻ đứa nữa, cái em về em nói với chồng em, anh đẻ đứa nữa. Cái xong cái anh nói với em mà đẻ đứa nữa là anh đi tu á. Nguyên sinh. Đi tu. Anh đi tu luôn. Em vừa lòng. Trời ơi. Tại vì ảnh là sanh bé nhỏ, ảnh cho bú sữa đêm, là ảnh thức đêm 2 giờ sáng, 3 giờ sáng và 5 giờ là anh đã phải dậy để đi làm, tại anh làm xa. Là 5 giờ phải đi mà ngày nào cũng như vậy luôn. Anh chưa có một cái giấc ngủ ngon. Kiệt sức. Cho tới thời điểm gần đây anh mới được ngủ. Mà anh nói anh còn chưa có đi du lịch được nữa em. Tại vì ước sở thích của anh là được đi du lịch, mà thích đi du lịch với cả nhà. Anh còn chưa đi du lịch nữa, mà giờ em đẻ nữa thôi anh đi tu luôn cho rồi. Cho nên là chắc là cũng tạm gác lại cái chuyện đó để cho anh cũng hòa dập. Vẫn còn ý định. Tạm gác tức là vẫn còn ý định. Dạ, em là em còn ý định. Trời ơi trời. Suy nghĩ cho kỹ đi. Suy nghĩ cho kỹ cái câu này nè. Xin để làm chi? Vậy thôi. Từ về từ trả lời rồi tự thấy còn hay không à. Dạ, để về em suy nghĩ lại. Xin để làm chi? Hành trình nuôi con thì nó còn dài lắm. Ở phía trước của tụi em còn rất là nhiều những cái thử thách. Dạ. Để buộc là chúng ta phải làm một người mẹ thật là hạnh phúc, Phật thật là vui vẻ. Thôi thì buổi trò chuyện nào thì nó cũng phải tới cái phần kết thúc thôi. Chúng ta không thể nào mà ngồi đây chúng ta trò chuyện mãi. Bây giờ là tới cái chuyên mục mẹ bỉm nhắn gửi. Thì em có thể gửi gắm cái lời nhắn mình cho ai? Thì xin mời em. Dạ, thì
hôm nay em đến với cái chương trình này thì em cũng muốn bày tỏ cái sự biết ơn với lại là gia đình của em, đó là gia đình nhà chồng và gia đình ba mẹ ruột của em, bởi vì đã hỗ trợ cho em rất là nhiều trong thời gian vừa qua, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, để giúp em có thể là nuôi dạy hai bé nhỏ tốt nhất và vượt qua cái thời gian đó. Em cũng muốn gửi lời nhắn đến tất cả chị em phụ nữ đang trong giai đoạn khó khăn hoặc là sắp sửa sanh con, là hãy chuẩn bị tâm lý thiệt kỹ, và nếu như mà khi mà mình sanh con mà có gặp khó khăn gì thì phải vững tin để có thể vượt qua được cái giai đoạn đó, thì một cái hạnh phúc tươi đẹp nó sẽ đến với mình. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của em, cảm ơn câu chuyện của em đã mang tới cho chương trình. Và chắc chắn rằng khi mà khán giả xem chương trình thì khán giả ít nhiều gì cũng đã rút ra được cái bài học cho mình về câu chuyện sanh con và nuôi con. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng với chúng tôi 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Và 21 giờ 30 tối thứ tư chương trình cũng sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Netlove. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.